Hello cả nhà. Long vừa đi công việc xong và hiện tại thì đang ở quán cà phê Rủ Rê 38 Đặng Tất này cả nhà. Mình ngồi mình nghỉ mệt xíu rồi mình sẽ về để mình chuẩn bị cho show hát tối nay. Và cả nhà ơi, tối nay mà cả nhà mình có thời gian á thì cả nhà hãy đến ủng hộ show nha cả nhà. Vì tất cả số tiền quyên góp trong show tối nay cũng sẽ được tặng cho tất cả các bà con ở đồng bào miền Bắc. Và Long mong rằng là cả nhà mình nếu mà có thời gian thì cả nhà hãy mua vé để ủng hộ show tối nay nha cả nhà. Vì có được sự ủng hộ của cả nhà thì sẽ có thêm được một phần nào đó về kinh phí để giúp đỡ cho tất cả bà con ở miền Bắc. Thì mình không có nhiều thì mình góp ít cũng như Giác Long thôi. Long thì Long không có nhiều, nhưng mà mình góp được cái gì, mình giúp được cái gì thì mình sẽ giúp cho tất cả mọi người hay cả nhà. Chào cậu Huy, cậu Huy đang ngồi đằng kia. Còn tại Long Long đi lại cái góc thằng đây là Long Lai nè cả nhà. Mọi người thì đang ngồi nói chuyện đằng kia. Long đang ở cà phê Rủ Rê nha cả nhà. Một quán cà phê rất là thoáng mát, đẹp. Đặc biệt là nước. Long rất là thích uống món cà phê muối ở quán Rủ Rê vì rất là ngon. Rất là ngon nha cả nhà. Đây, quán của mình rất là thoáng mát. Còn nếu mà ai thích ngồi trong phòng lạnh thì cả nhà cũng có thể vô phòng lạnh ngồi. Đó. Dạ, em chào chị Khang Lê. Cho nên là tối nay nếu mà cả nhà mình có thời gian thì cả nhà hãy đến ủng hộ show nha. Vì có được sự ủng hộ giúp đỡ của cả nhà sẽ có thêm được kinh phí để giúp đỡ cho tất cả bà con ở miền Bắc. Cho nên là địa chỉ tối nay hát ở cả nhà sẽ là 22 Vĩnh Viễn tại sân khấu Trương Hùng Minh nha cả nhà. Con chào cô Anh Phan, con chào cô Thiện Tâm, con chào cô Thu Dương, chào cô Thanh Ngô, chào chị Anh Nguyễn ạ. Dạ, tối nay là chắc chắn là sẽ có song ca nha chị Mai Huyền ơi. Cho nên là mọi người ơi, mọi người hãy đến ủng hộ show tối nay nha. Vì đây là một cái show, những cái show rất là ý nghĩa để mình giúp đỡ cho bà con của mình nha cả nhà. Cho nên là mỗi một cái vé mà cả nhà mua sẽ là một cái cơ hội giúp đỡ cho bà con của mình ở miền Bắc. Cho nên là hello, xin chào mọi người. Ủa gì xong rồi đó hả? Cho nên là một cái vé mà cả nhà mua ủng hộ cho show sẽ là một cái phần quà giúp đỡ cho bà con của mình nha cả nhà ơi.
Em chào chị Kim Nhung, em chào chị Thư Đỗ, em chào chị Đoàn Nguyệt Ánh. Em cảm ơn chị Quỳnh Tra đã mua vé ủng hộ ạ. Cho nên là Long mong rằng những cái show hát mà gần đây, giống như là những cái show hát mà để ủng hộ cho bà con của mình, thì Long mong rằng cả nhà mình sẽ giúp đỡ, cả nhà mình sẽ ủng hộ show nha cả nhà. Em chào anh Hamlet Trương ạ. À, để chút nữa em về em chỉ cho anh Hamlet. Em chỉ xài một loại sữa rửa mặt thôi, rồi em sẽ nhắn tin cái loại sữa rửa mặt đó qua cho anh cho anh nha. Anh chỉ xài cái đó thôi, anh không có xài, anh không cần phải xài kem hay gì hết. Anh xài một loại sữa rửa mặt đó, nó có hai loại, một loại trị mụn và một loại trắng da đó. Em chỉ xài hai cái đó thôi. Là kìa, nãy người ta hỏi cậu Huy đâu, quá trời cậu Huy. Dạ đây cậu Huy đây cả nhà ơi. Hello mọi người, chào mọi người. Nhớ Huy hả? Nhớ Huy thì chỉ cần ghé qua Ru Đê Cà Phê là gặp được rồi. Và tối nay cả nhà đừng quên show tối nay nữa, show nha. Show tối nay nha, mọi người không có đi được thì có thể coi trên livestream cũng được. Nhưng mà nếu mà tiện tới đó thì mình sẽ chung một bàn tay cùng với lại miền Bắc yêu thương, để mình quyên góp cho miền Bắc của ít lòng nhiều nha mọi người. Hy vọng tối nay sẽ gặp mọi người đông đủ. Có vé rồi kìa. Dạ, con đang kêu gọi mọi người mua vé. Dạ anh Trương yên tâm nha, em sẽ gửi cái đó qua anh Trương, xài là anh Trương đẹp liền luôn. Không anh Trương không cần xài kem phấn gì hết, cứ xài sữa rửa mặt đó cho em, mà nó cũng rẻ nữa anh Trương, nó không có mắc đâu, rất là rẻ, có mấy trăm ngàn thôi, 298.000 thôi anh Trương ơi. Con cảm ơn cô Thanh Ngô đã mua vé ủng hộ show nè. Dạ tối nay thì rất là nhiều anh chị em ca sĩ, cho nên là Long và em Nhung sẽ song ca một bài, và mỗi một Long và em Nhung sẽ là đơn ca một bài nha cả nhà. Công chúa đâu hoàng tử ơi hả? Dạ công chúa chắc đang ở nhà ở cô Hoa Bỉ Ngạn ơi. Dạ con chào cô Bảo Ly ơi. Ủa sao chị Thư Đỗ biết vậy? Dạ đúng rồi, Eucerin đó chị Thư Đỗ. Em chỉ xài có một cái đó thôi. Cho hiệu sữa đi Long. Dạ là Eucerin đó cả nhà. Đó là chị Thư Đỗ vừa nói đó. Cái chai sữa rửa mặt Long chỉ xài có chai sữa rửa mặt đó thôi, chứ mình không có xài kem dưỡng da hay cái gì hết. Nhưng mà nói chung là cũng trộm vía cả nhà. Với lại dạo này mình Long đi cũng đi hát nhiều, cho nên là cũng hay make up. Cho nên là bây giờ da đã xấu hơn hồi xưa nhiều rồi. Hồi xưa là da Long là không có một hạt mụn luôn, nhưng mà bây giờ là có mụn. Những hình là cái mụn ở đây. Hello em Yến Nhi. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ là tối nay vào lúc 7:30 tại sân khấu Trương Hùng Minh số 22 Vĩnh Viễn thì cả nhà mình ủng hộ show bằng cách mua vé, thì tất cả cái số tiền quyên góp mua vé được sẽ được ban tổ chức trao cho bà con ở đồng bào miền Bắc hết nha cả nhà. Cho nên là Long mong rằng cả nhà sẽ đến ủng hộ show, cũng như là
mua vé ủng hộ nha cả nhà ơi. Nay nhìn già rồi, dạ bữa nay con già rồi cô Long Lê ơi. Bữa nay con già rồi. Bữa nay con 22 tuổi rồi, không có còn 21 tuổi nữa nha cô. Cho nên là bắt đầu già rồi. Dạ con cảm ơn cô Anh Phan đã mua vé ủng hộ show nè. Em chào chị Nguyễn Vàng. Em chào chị Đặng Nhã Linh. Hello anh Ke xin Trần. Dạ em bắt đầu già rồi đó anh Ke xin. Hôm nào gặp anh Ke xin Ken xin nha. Em chào chị Hương Quê. Dạ, tối nay thì sẽ có một tiết mục song ca vì có nhiều ca sĩ á cả nhà. Cho nên là tối nay thì Long với em Nhung sẽ song ca một bài. Và Long hát đơn ca một bài, em Nhung hát đơn ca một bài. Ngoài ra cả nhà thấy không, còn rất là nhiều anh chị em ca sĩ khác nữa. Cho nên là tối nay cả nhà sẽ có được một đêm coi rất là nhiều ca sĩ. Và hơn hết nữa là cả nhà đi coi show tối nay thì cả nhà mua vé thì cả nhà sẽ giúp đỡ được cho các bà con của mình ở miền Bắc nữa. Cho nên là Long nghĩ là cả nhà mình nếu mà có thời gian thì tối nay cả nhà hãy đến ủng hộ show nha cả nhà ơi. Có con chuối bánh mì hôm nay nữa. Dạ tối nay là có công chúa bánh mì nữa nha chị Lê Hạnh Liên ơi. Con chào cô Phương Long Xuyên ạ. Em cảm ơn chị Kim Nhung. Thì tối nay là ngày 17 rồi, xong rồi 22 lại có một cái show. Và 22 này là show 22 cũng là tiếp tục là show hát để giúp đỡ bà con của mình luôn á cả nhà. Rồi sau đó là Long có một show 23 cũng giúp đỡ bà con miền Bắc nữa tại với chị Tommy. Dạ con chào cô. Con chào cô Tâm Hồ ạ. 21 gặp 21 cô Phương có lên chùa nữa hả cô Phương ơi. Rồi hẹn gặp cô Phương 21 tại chùa. Dạ con cảm ơn cô Nguyễn Thân đã ủng hộ hai anh em con. Con cảm ơn cô Trần Huệ. Dạ con chào cô Thúy Hồ ạ. Dạ hôm qua nói chung là cái lúc đi mình không có mệt cô, nhưng mà lúc lên xe là ngủ một giấc từ trên xe từ ở Bình Phước mà về tới Sài Gòn không biết gì luôn. Xong về tới Sài Gòn là con ngủ tiếp luôn chứ mình không có đi ăn gì hết. Dạ con cảm ơn cô Đào Lê đã ủng hộ con cũng như là em Nhung ạ. Tụi con sẽ cố gắng hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình ạ. Con chào cô Trương Ý Trương Trương. Con chào cô có nickname là tiếng gì ta? Tiếng hay là chắc là tiếng Trung Quốc hả cô? Dạ con chào chị Nguyễn Thị Hà. Em chào chị Diệu.
Dạ con chào cô Phạm Hằng. Long 22 tuổi phải gọi Tuyết Nhung bằng chị. Đâu có, Tuyết Nhung mới có 18 tuổi mà cô Nguyễn Vàng ơi. Ở chùa hát, con không biết là ở chùa hát từ mấy giờ nữa, nhưng mà con chỉ biết là ở chùa là ngày 21 âm lịch đó cả nhà. Là buổi tối hay sao á. Con chỉ biết vậy thôi chứ con chưa có biết mấy giờ nữa. Con cảm ơn cô Khoa Kim đã ủng hộ hai anh em con. Con chào cô Kim Hai, con chào cô Đình Tuyến. Xin con chào cô Phạm Thị Bích. Con chào cô Diệu Đức. Con chào cô Nguyên Khang. Con chào cô Lương Lý ạ. Cả nhà ơi, cả nhà đừng quên là tối nay vào lúc 7:30 thì cả nhà nếu mà có thời gian thì cả nhà hãy đến với show hát tối nay nha cả nhà. À 21 âm à 21 dương lịch là ngày 19 âm lịch đó cả nhà. Quên nữa. Bây giờ Long nói cái ngày âm lịch đi, ít Long nói cái ngày dương lịch nha cả nhà. Cái ngày âm lịch á, cái ngày dương lịch chứ. Ngày dương lịch là ngày 21. Tối 21 tại chùa Pháp Lạc đó nha cả nhà. Em chào chị Nguyễn Thị Đông, con chào cô Hoa Nguyễn. Dạ, hai anh em con cũng đang tìm bài để bài nào thích hợp thì tụi con sẽ làm ạ. Dạ, Bảo Bảo sẽ có quay trực tiếp cho mọi người coi nha. Con chào cô Năm. Em cảm ơn chị Huỳnh Tra nè, em cảm ơn, con cảm ơn cô Tuyết Oanh, cô Hoàng Trương. À vậy con chào cô Nguyễn Thị Hà. Dạ đúng rồi, con đang ở Rủ Rê Coffee nha cả nhà. Nếu mà cả nhà ở Sài Gòn, nếu mà cả nhà có muốn đi uống cà phê mà không gian thoải mái nè, mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên thì cả nhà hãy đến Rủ Rê Coffee nha cả nhà. Số 38 Đặng Tắc quận nhất nha cả nhà ơi. Đây Long đang ngồi ở ngoài trời. Xung quanh Long đang rất là gần gũi với thiên nhiên. Đó, cả nhà mà thích uống cà phê mà ngồi ở ngoài trời thì hãy đến đây. À, quán cà phê của mình vẫn có ở trong máy lạnh luôn nha cả nhà. Đây, Long đang ngồi ở trên đây sẽ là một cái tán cây bự nha cả nhà. Nó rất là mát. Con cảm ơn cô Lê Liên. À dạ cả nhà ơi, đâu phải lúc nào tụi con cũng rảnh rỗi đâu cả nhà. Giống như con hiện giờ là con mới đi công việc xong, là con ghé ngang đây một chút xíu để con uống cà phê với lại con ăn rồi xong rồi con về. Cho nên là mình đôi khi ví dụ nhiều lúc con rảnh thì
thì em Nhung lại bận, nhiều lúc con bận em Nhung lại rảnh, cho nên là mình đâu có biết được cả nhà. Con cảm ơn cô Diệu Đức đã quá khen con rồi. Đây, Quảng Long đang ngồi, thật sự là Long không có ngồi một mình đâu nha cả nhà. Long đang ngồi với có các cô ở đằng đây nữa. Đây, các cô gần đây, nhưng mà Long phải đi ra đằng đây để mà Long live nói chuyện với mọi người nè. Tại sợ đằng kia sẽ bị ồn. Dạ tối nay tụi con sẽ có song ca nha cô Lê Liên ơi. Con cảm ơn cô Minh Khai Minh. Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Dạ rồi, mấy anh em con sẽ bàn bạc với nhau. Nếu mà có thời gian cũng như là đủ điều kiện thời gian thì và bàn bạc xong thì nếu mà có làm show thì tụi con sẽ cho mọi người cùng hay nha. Tại vì bây giờ mình cũng chưa biết được nữa cả nhà ơi. Cho nên là con live bên đây thì con chạy qua đây con live cả nhà cho nó yên tĩnh thì để không gian cho mọi người nói chuyện đằng kia. À, dạ ngày ngày giỗ của chị là ngày 19 âm lịch sắp tới nè cả nhà, là ở trên là còn ở trên là ngày 21. Thì chắc chắn hôm đó là sẽ có Long ở trên đó nha cả nhà ơi. Dạ, ở ngoài Bắc vẫn đang mưa to hả cô? Hiện tại thì con thấy là tất cả mọi người đang có những cái show diễn hướng về bà con miền Bắc. Cho nên là con rất là mong khi mà có những cái show diễn như vậy thì cả nhà mình sẽ cùng chung tay cũng như là góp sức nha cả nhà. Để mình góp một cái nho nhỏ thôi để mình giúp đỡ cho tất cả bà con của mình nha cả nhà ơi. Giống như là show diễn tối nay cũng sẽ là một cái show diễn thiện nguyện giúp đỡ cho tất cả các bà con của mình ở phía Bắc đó cả nhà. Con chào cô Nhung Lê, con chào cô Băng Trần. Dạ con đang ở quán cà phê Rủ Rê Coffee ạ. Lần nào con qua quán là con chỉ uống cái món cà phê muối. Món cà phê muối ngon. Dạ cô ơi, nhiều khi em Nhung bận đó cô ơi. Tại vì hả cô thấy gì? Tại vì nhiều lúc mình bận mình đâu có trả lời liền được cô, cho nên cô cũng thông cảm nha cô. Bán được nhiều vé chưa? Chắc cũng được được rồi đó cô Lon, anh Lê ơi.
Anh đây vô cơm đúng không anh? Dạ đúng rồi, lúc này tất cả mọi người, hình như đa số luôn là mọi người đều làm show để quyên góp cho tất cả đồng bào miền Bắc đó cả nhà. Cho nên là cả nhà mình nếu như mà cả nhà có thời gian thì cả nhà hãy đến mua vé ủng hộ show nha cả nhà ơi. Tối nay con diễn mấy giờ? Con chỉ biết là tối nay là 7 giờ rưỡi chương trình sẽ bắt đầu. Tại vì cả nhà rất là đông mấy anh chị ca sĩ, cho nên là ban tổ chức sẽ sắp tụi con hát lúc nào thì tụi con sẽ hát lúc đó à. Tại vì toàn là những ca sĩ mà mấy anh chị đi trước không mà cả nhà, cho nên là mình phải theo ban tổ chức. Ban tổ chức cho mình như thế nào thì mình sẽ theo ban tổ chức nha cả nhà ơi. Con chào cô Tố Tố, con chào cô Hồng Lê Thị. Dạ, cô B Nguyễn ơi, con muốn ủng hộ show, có hotline đó cô. Có hotline mà con có đăng lên là hotline bên ban tổ chức á. Thì cô điện thoại cho ban tổ chức thì cô hỏi giùm con nha. Tại vì về cái phần mà chuyển tiền thì con không biết ạ. Con chỉ biết là mọi người mua vé ủng hộ show thì tất cả các số tiền bán vé được sẽ ủng hộ cho tất cả bà con của mình. Cho nên là con chỉ biết vậy thôi. Còn nếu mà cô muốn chuyển tiền thì con cũng không biết nữa. Cô có số điện thoại trên cái poster con đăng đó cô. Thì cô cứ gọi cô hỏi thử nha cô. Còn không thôi thì dễ lắm cô. Hoặc là cô có thể chuyển tiền vô cái anh gì ta, cái số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc đó cô. Số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc là được luôn á cô. Cô không cần phải chuyển qua trung gian cho ai hết. Trời ơi, hello cậu Huy. Rồi. Ôi cả nhà ơi, bây giờ thì Long sẽ tắt like. Và trước khi tắt like á thì Long nói một cái nữa nha cả nhà. Tối nay vào lúc 17:30 thì chương trình này sẽ quyên góp cho bà con ở đồng bào miền Bắc, cho nên Long mong rằng cả nhà mình sẽ mua vé nè, mua vé ủng hộ show thật là đông nha cả nhà, để mình tất cả mọi người luôn, và sẽ cùng góp một phần nào đó để cho bà con của mình nha cả nhà ơi. Bây giờ thì Long sẽ chuẩn bị về, để Long chuẩn bị đi học. 2:30 thì Long sẽ đi học nè. Cho nên là bây giờ là Long sẽ về nhà để chuẩn bị đi học đây. Hẹn gặp cả nhà tối nay nha. Cả nhà đừng quên là tối nay cả nhà hãy mua vé ủng hộ nhiệt tình cho show như cả nhà. Long đã đăng cái số điện thoại rồi. Long đã đăng số điện thoại rồi nha cả nhà. Cho nên là cả nhà mình hãy mua vé mạnh tay lên nha cả nhà ơi, để cho show của mình được thật nhiều sự quyên góp của cả nhà nha. Vì bây giờ có được một cái sự giúp đỡ của cả nhà là sẽ giúp đỡ được thêm một phần quà để trao cho bà con của mình. Cho nên là Long mong rằng những cái show diễn này thì cả nhà hãy nên mạnh tay mua vé nha cả nhà. Dạ con cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bây giờ con hẹn cả nhà mình tối nay 7:30. Bây giờ thì con sẽ tắt like, con đi về nhà, con chuẩn bị đi học.
Bye bye cả nhà nha. Bye bye cậu con về đây. Bye bye cô Trần Huệ, cô Trần Thắng, cô Hoa Biển Ngạn, cô Hương Bích Thu. Bye bye cả nhà nha. Bây giờ con tắt like đây. Hẹn cả nhà tối nay vào 7:30 ạ. À.